Hai cho anh em vào xin lỗi mình nhặt từ lỗi chỉ đáng. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Với AKGP Giren của bạn ở server số 58 đã cho mình mượn ác để làm video về vòng đua Ascension cũng như sự kiện quay mèo đầu tháng. Lý do mình không quay ác của mình thì mình tin rằng nhiều bạn cũng đoán ra được rồi. Đó là ác của mình nó quá cùi các bạn ạ. Khi mà lượng kim cương còn rất là ít và ngoài ra thì Ascension một lần nữa một võ sĩ rất mạnh mẽ, cực kỳ khỏe. Ngon đúng không, sự kiện ngon, rất nhiều người đua đã ra được rồi nhưng mà đã test rồi và rất là dễ dàng để lấy được Ascension dù là tư chất 15, nhưng mà thật sự thì mình một lần nữa miếng ngon lại không thể lấy được các bạn ạ. Lý do thì team siêu nữ thì thực sự là rất là hận thù con Ascension này các bạn ạ. Không, chúng ta không thể vì nó mạnh mà theo đuôi người khác được đúng không? Không thể mạnh vì theo đuôi người khác được. Mình đã quyết tâm chơi team siêu nữ thì mình sẽ chơi team siêu nữ tới tận cùng 5 tháng các bạn ạ. Chứ mình sẽ không đổi qua còn Ascension này dù rằng nó rất là mạnh mẽ. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết xem hôm nay lần này bàn tay vàng của tờ lũ S98 liệu có giúp GP Giren có một cái mốc mèo ngon hơn không? Đúng không? Phải hy vọng là Ascension sẽ ra với cái giá 3 sao với giá rất rẻ hoặc là 4 sao với cái giá đắt hơn một chút đúng không? 26.000 kim cương là lượng kim cương mà trước thời điểm mình quay mèo và chúng ta cùng xem sau thời điểm quay mèo thì mình sẽ có mốc kim cương đó nhiều các bạn nhé. Bạn ấy ở server số 58 gửi lời chào luôn tới anh em server số 58 và VIP thì mình cũng xin bật mí luôn là đã trên VIP 5 tức là có thể quay được mốc mèo tối đa rồi. Ok. Đấy, mình sẽ quay ngay lập tức nhá. Đấy, bạn ấy sử dụng ác bằng cái gì nhỉ? iPhone cho nên là việc quay mà quay video của mình nó cũng hơi khó khăn một chút. Nên anh em hết sức là tàu ca. Cũng không phải dễ dàng gì đâu, đúng không? Đấy. Rồi ok. Quay mèo hay nói khác ở đây nó gọi là máy kéo các bạn ạ. Tobias là người vừa mới quay gần nhất và bạn ấy quay tới mốc 5.000 và được 7.000 đúng không? Giờ thì mình sẽ quay chắc chắn là sẽ được vượt qua mốc 23.000 kim cương đúng chưa? Ok xem là lên được bao nhiêu các bạn nhá. Gạt cân ơ. À rồi ok, tưởng lạc đúng không? Tưởng lạc mấy mốc bình thường này thì hên thì cũng không lên là vui các bạn ạ. Vì nếu như mấy mốc đầu này mà hên nhá thì thông thường mấy mốc sau nó sẽ đen đúng không? Đấy. Thế nên là mốc đầu thì các anh em cũng đừng có hy vọng là nó hên làm cái gì cả. Rồi ok, 1.273 kim cương. Bắt đầu từ những mốc quan trọng hơn rồi các bạn ạ. 2.000 kim cương và tối đa thì có thể nhận được 4.300 kim cương. Nào kéo nào. Mạng cứ phải lác lác ấy nhỉ, lãi được 1.000 kim cương, 5.000. Rồi được 6.300, mốc này bình thường, mình nghĩ là bình thường. Mình nghĩ là bình thường rồi ok. Đã lãi được khoảng 3.000 kim cương rồi các bạn ạ. Mốc này mới bắt đầu là mốc quan trọng này đúng không? 15.000 kim cương hay 14.000 kim cương đấy. Lạc kê nhè, cần gạt này lạc kê. Mình kéo rồi nó không quay đấy. 13.600 à, tay ông kinh gớm nhè. 23.000 sao nào? 31.000, ui dồi ôi. Rất gì đây là ác mình các bạn ơi. Thông thường người ta chỉ được 27.000 đến 30.000 kim cương là kịch nha. Đúng không? 31.000 kim cương này là hơi bị hên đấy các bạn ạ. Đấy, ác của mình là mình không bao giờ quay nhảy đâu. Đấy, anh em nào xem video mình quay mèo nhiều lần rồi thì biết đúng không? Có bao giờ mình lên được đến 31.000 đâu. Tháng trước còn 26.000 kim cương. Khổ phái à các bạn ạ. Đấy, ác này ác mình thì phải ngon không như đúng không? Tháng trước quay, anh em nào xem không tin bật lại tháng trước mà xem. Không phải tháng trước đâu mà nó chỉ 3 tuần trước thôi. Đấy, 26.000 kim cương các bạn ạ. Khổ phái luôn, khổ phái. Đúng không? Hơn nhau 5.000 kim cương nó có phải là ý tỏi gì đâu, 5.000 rưỡi chả phải 5.000, 31.400 này này. Đúng chưa? Nhất ông GP Giren rồi nhá. Đúng không? Quá là hên rồi. Ok, hết kim cương rồi các bạn ạ. Còn canh mốc 55.000 tới khoảng 15.000 kim cương thôi. Chịu thôi đúng không? Để tháng sau. Với 40.000 kim cương như thế này thì bạn sẽ thoải mái để mà quay Ascension. Có đen thì nó cũng vẫn phải ra Ascension các bạn ạ. Đen cũng vẫn phải ra nha. Không có thể sự lựa chọn nào khác đúng không? Mày có chạy đằng rời nha con Ascension nha. Đúng không? Chứ hôm nay lúc đây đã có một người anh em nhắn với mình là quay gần 4.000 điểm mà nó không ra con Ash rồi các bạn ạ. Khổ vai luôn. Hết sạch kim cương xe vừa mới đúng không? Thật sự. Mình rất là am hiểu tâm trạng của người bạn đấy. Khi mà
phải nói là đã cố gắng hết sức rồi, bạn ấy cũng nhờ mình lạp thêm rồi nhưng mà không thể ra nổi các bạn ạ. Và các bạn đều biết cái giá của nó rất là đắt, 2 triệu thì cũng chỉ được khoảng 4.500 nhân 2 là 9.000 kim cương thôi, nó không được bao nhiêu cả, đúng không? Đấy, 1 triệu thì nó cũng chỉ khoảng độ 4-5.000 kim cương thôi đấy, mà gần 4.000 điểm nó không ra, thật sự rất là chát chúa các bạn ạ. Đấy, nhưng mà cuộc chơi của nó thì có lên voi thì có xuống chó các bạn ạ. Đấy, đôi khi chúng ta phải biết chấp nhận những cái sự thực hết sức là đắng cay các bạn ạ. Phũ phàng đúng không? Phũ phàng. Đấy, mình cũng không biết cách xử lý là gì đối với người anh em đó là gì bây giờ. Có chăng đó là thôi cố tích góp thêm vài hôm nữa. Cụ thể sự kiện này là diễn ra trong vòng 5 ngày cơ mà các bạn. Đấy, thì cố gắng là tích kim cương mà quay thêm thôi đúng không? Biết đâu bất ngờ đôi ta lại không rời xa nhau đúng không? Đấy thì bạn lại quay ra được. Còn Adquisition 4 sao thì sao? Đấy, rất nhiều người thì có một cái rút tầm cái kinh nghiệm rất là lớn, đó là nếu như mà quay ở mốc cao nhá, cụ thể là mốc trên 3.000 mới ra Adquisition ấy, thì thường lại là ra 4 sao các bạn ạ. Đấy thì mình nghĩ là như thế thì có vẻ nó lại hơn là 3 sao ấy, đúng không? Không biết là làm một lần đâu, cố gắng thôi đúng không? Còn nó mà không ra nữa thì thôi chấp nhận về số phận, đôi khi nó rất là nghiệt ngã đúng không? Rất là nghiệt ngã. Ok, vào server 63 sau một tháng nữa, hoặc là server 62 đang mở đúng không? Server 62 đang mở các anh em nhá. Anh nhân tiện quảng cáo luôn một tí, bạn nào mà cần làm kim cương ở server mới hoặc kể cả server cũ đúng không, lợi tức lợi tiếc này thì các anh em thể inbox cho số điện thoại hoặc Facebook hoặc là Zalo, anh mình có hỗ trợ lạp luôn đúng không? Hỗ trợ lạp luôn, tất nhiên là rất là nhanh gọn sạch sẽ, nhận bằng mọi hình thức đúng không? Tiền đô, tiền cạc, về không cần qua ngân hàng hoặc qua ngân hàng chơi tuốt đúng chưa? Ok. Rồi, mình đã quay mèo xong thì bây giờ mình sẽ quay con Adquisition, hy vọng là bàn tay vàng sẽ hên nhá. Đấy, mình quay thì từ trước tới nay thì cũng không phải là hên lắm, nhưng mà cũng không phải là đen. Mình chưa bao giờ được dưới 2.000 điểm mà ra boss, nhưng mà cũng chưa bao giờ tới 3.000 điểm mới ra boss, đúng không? Nên là nó ở mức độ bình thường. Thì hy vọng hôm nay là sẽ hên, hoặc là rất đen đi, đúng không? Để ra 4 sao đi thì lúc đó thì lại cực hên, đúng chưa? Ok, mình sẽ quẩy ngay lập tức 10 lần các bạn nhá. Đấy, đội hình bạn ý là đội hình theo mô hình là mô hình sáng tế hổ, một mô hình khá là quen thuộc, và sức mạnh của nó thì mình nghĩ rằng cũng không cần phải chứng minh nhiều đúng không? Có thêm tư chất 15 vào thì thật sự sáng tế hổ nó đúng là hổ mọc thêm cánh các bạn ạ. Đấy, hổ mọc thêm cánh. Ok, thêm 10 lần nữa đi. Đấy, hy vọng là sẽ ra được một số lượng hồn hiệu hồn sách lớn lao đúng không, để cho bạn ý có thể gọi là mở nó, gọi là up võ sĩ cho nó thoải mái. Vì thời điểm này thì server mới, server 58 mình vẫn coi là server mới, thì nó không có nhiều cơ hội, không có nhiều cái event sự kiện để có thể lấy được hồn hiệu hồn sách cho đầy đủ các võ sĩ. Thành ra thời điểm này thì vẫn còn phải rất là nhờ vào sự may mắn đúng không, rất là nhờ vào sự may mắn của vòng quay, rồi là sự kiện mở dương vân vân. Đấy rồi, sự kiện mở dương hôm trước thì mình không tham gia vì phần thưởng của nó là mảnh tư chất 14 random, tức là ngẫu nhiên ấy đúng không, thì mình cũng không hứng thú lắm với cái kiểu đấy. Đấy, tức là mình nó sẽ ra những cái con tư chất 14 mà mình không được quyền lựa chọn các bạn ạ, tức là có thể tương đương với việc là mảnh rác đấy đúng không. Đấy thì nó phí thôi đúng không, nó phí thôi, chia tương thần đâu phải là cái đồ dễ tích lũy ở cái server này. Đấy, cái server này thật sự cái gì cũng quý các bạn ạ, không cái gì là không quý cả. Ok các đại ca đúng không, tôi nói lơ lơ đi không phải là công quên công không ra bốt cho tôi đâu đúng không, nghìn điểm rồi đấy, nghìn điểm rồi đấy. Ở Việt Nam thì mình thấy trải dài gần như hầu hết khắp các server các bạn ạ, và càng server mới thì càng thấy Việt Nam đông hơn. S58 không ngoại trừ như vậy. Rất nhiều người chơi Việt Nam thì đang ở top trong cái vòng đua Adquisition lần này đúng không? Đấy, có cả ông toàn thua kìa đúng không? Ông đặt tên thế thì bao giờ ông chiến thắng nổi. Rồi, có vẻ như cái GUI, cái hội quán GP là một hội quán rất là mạnh. Rất nhiều người thấy hò nhau và đua các bạn ạ. Hố ô ô, một cái hồn hiệu hồn sách các bạn ạ. Hồn hiệu hồn sách này chỉ dùng được cho rất nhiều của võ sĩ. Nên là các anh em là mà lấy hồn hiệu sách này thì ngon, nói chung là không phế đúng không, không phế. Rồi 2.000 điểm chưa, 1.600 rồi đấy đúng không, mình chuẩn bị ra Adquisition rồi các bạn ạ. Rồi đúng không, chứ thật sự thì quay hộ mà không ra được ngại lắm các bạn ạ, ngại lắm, lần trước hai lần rồi đúng không. Đấy, nhưng mà đấy là quay hồn hàm eo, ông chơi thế này chơi dễ đúng không, chơi thế này chơi dễ chưa chi đâu.
Sao ác mình quay lại không ra mà lại nó lại rơi vào ác của người. Thế này thì làm ăn cái gì? Chết tôi không nhìn. Đời tuổi nha các bạn ạ. Đúng không? Đấy ông toàn vác tù vàng tổng. Vác tù vàng tổng đó các bạn ạ. Không được cái trò trống gì cả đúng không? Ác ông thì ông chả quay. Ông quay ra ác hàng xóm làm cái gì? Trời ơi, nó đá đẹp như thế này đúng không? Rồi, quá hết các bạn ạ. Như vậy các anh em nào có thể tự tin là nhờ mình quay vòng quay tư chất 14 đúng không? Đấy, tư chất 15 đúng không? Đấy, thoải mái đi đúng không? Nghe bàn tay vàng là ta đấy, đúng chưa? Đấy rồi, ok, đúng 2.000 điểm các bạn ạ. Kinh khủng khiếp đúng không? Ê, ta đây quá đáng sợ đúng không? Rồi, ê, chúc mừng, rất rất chúc mừng bạn GP Zidane. Đấy đúng không? Đấy, bạn là một người mình phải nói là may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quay mèo hên, quay bốt hên đúng không? Nhất ông thì còn gì đó, đúng chưa? Quá ngon, thật quá ngon. Bạn ấy cũng mới nhờ mình làm cái dây có mấy hôm thôi. Đấy, hẹn anh em hẹn hò nhau là hôm đấy quay video luôn, đúng chưa? Đây, đúng không? Nhất quả đất của ông rồi, đúng không? Ấy mình nghĩ là vị trí thay thế thì có lẽ sẽ là vị trí mình coi nào. Tổng là có 4 con hổ thì phải có con Kyo đúng không? Thôi thay chít hỏa. Con Kyo thì chắc bạn ấy sẽ thay bằng Magaki được cái à cái gì quên mất cái con Mukai đúng không? Là cái chắc chắn rồi. Đấy, à mình nghĩ hoặc thay Mai cũng được. À không không, thời điểm này Mai chưa được vì Mai vẫn là hồn thủ cần thiết. Đúng không? Để kích hoạt và sáng thế hổ. Thay chít hỏa. Nó với lại 4 sao nó chơi rẻ đúng không? Chơi rẻ. Ok, đúng không? Cái này thành đội hình rất đẹp đấy các bạn, rất đẹp đúng không? Nói chung As vào thì chắc chắn là thứ hạng của bạn ấy trong đấu trường trong arena chắc chắn là sẽ thay đổi nhiều, chắc chắn theo trường lên, chắc chắn lọt vào trong top 10 rồi đúng không? Ai cản GP Ziren đúng chưa? Không thì cản nổi đúng không? Và rõ ràng bạn là một người chơi mình nghĩ rằng cũng hết sức là chỉnh chu đúng không? Đấy, chuẩn bài, đấy, tích kim cương rất là trâu bò các bạn ạ. Đấy có đen cũng sợ đúng không? Mà vào tay ta thì đen làm sao được đúng không? Đen cũng phải hóa đỏ mà thôi. Đấy, thể lực thì tích rất là đầy đủ các bạn ạ. Dù là hơi sớm đúng không? Hơi sớm. Tầm này tích hơi sớm. Đấy. Thực ra là tích 3.000 thể lực bây giờ thì hơi sớm vì nó sẽ không được. Mấy ngày trước đó bạn đã phải tích rồi. Còn đâu mình nghĩ tầm này ấy, thì tích khoảng độ 1.000-2.000 thể lực cả đấy. Đấy. Level bạn ấy mình nghĩ cũng không hẳn cao lắm. Level 79 à. So với server chắc là cũng ngang nhau. Có môn rồi đấy. Đúng không? Đấy. Mình phải thấp hơn server mà này. Thấp hơn khoảng 2 level so với server. 1 level so với server. Đúng chưa? Rồi ok. Một lần nữa thì chúc mừng GP Zidane và những anh em nào quay được boss 3 sao sớm với cái giá thấp hơn 3.000 điểm. Đấy. Và chia buồn một chút với các anh em nào trên 3.000 điểm mà vẫn chưa có Aquemption 3 sao. Còn đâu như là chúc mừng những bạn nào trên 3.000 điểm mà có Aquemption 4 sao. Còn những ông cái gì nhẹ dưới 2.000 điểm mà không có Aquemption 4 sao thì tôi đề nghị các ông đừng có post lên mà khoe nha. Đấy, đừng có khoe nha. Đấy, các anh em không quay được đã lão lòng lắm rồi. Đúng chưa? Công không nhất thiết còn phải xoáy thêm vào nỗi đau đấy đâu. Đúng chưa? Đấy, ok. Rồi, còn một lần nữa thì chúc mừng đúng không? Đấy, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác là mình hên như ngày hôm nay. Thật sự chúc mừng. Một phần chắc cũng nhờ vía của GP Zidane đó. Đúng không? Một lần nữa thì chúc mừng GP Zidane. Các anh em nào cần mua bán ạc thì cũng có thể liên hệ mình trong Facebook hoặc số điện thoại. Bây giờ phần mô tả của video. Video của mình đến đây là kết thúc, tạm kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Goodbye and see you again.